ơi, trời không nắng thất bại nha. Có đâu. Hả? Mẹ con đang nắng dòi mà này, dòi dòi đây là hai lỗ tai nó chưa bóp ra. Hỏi bóp ra nó hành dòi dòi. Hey, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha. Hôm nay mấy chú cháu mình sẽ quay về với tuổi thơ để làm đất nặng nha mọi người. Wow. Rồi để Út nói gõ thể lệ cuộc chơi luôn nè. Dạ. Bây giờ mình sẽ chia đội ra làm hai đội. Dạ. Rồi đội nào chiến thắng thì sẽ được 100.000. Yeah. Giờ Út nói rõ nha. Dạ. Mình chỉ nặng những cái con vật không có nặng như là trứng vịt với trứng cút, trứng gà, trứng nãy kia. Ok, Út không cho nặng đó, con nặng hột mít, hột lưu. Út cho thời gian là 1 tiếng, coi đội nào nặng được nhiều con vật khác nhau sẽ chiến thắng. Wow. Mà nặng cho đàng hoàng nha, nặng mà xấu là cũng không được nha. Nặng phải cho nó coi cho nó được, cho nó đẹp. Không được nặng những cái con vật mà hình thù thấy gớm nha. Dạ. Đứng được không? Đương nhiên rồi, mình nặng cái con vật nó phải đứng được. Chứ lẽ vật nặng à. Ơi, con, hả? Hiếu hồi nãy kêu coi nó suối con nặng con cu nè. Cu đất khó nặng lắm mày biết không? Là cái chân nó nhỏ xíu, nhiều khi nó chật bẹp luôn. Nắm thể lệ cuộc chơi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mấy chú cháu mình không để cho các bạn phải chờ lâu nữa, mấy chú cháu mình đi luôn nha mọi người. Dạ. Gì? Ê, con nãy giờ con chưa nói gì mà Út ơi, nó đi thôi luôn là sao? Ừ đúng rồi đó, giờ mình cho nó nói câu gì đi Út ơi, chứ nãy giờ chưa nói. Rồi con nói đi. Video của mấy chú cháu mình đã dài ngang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video theo, mấy ba mọi người ha, đi về. Okay, dạ. Bây giờ mấy chú cháu mình phải chọn những cái cục đất sét thật là dẻo nha mọi người. Ở đây cục đất sét quá trời đẹp nè mọi người. Ê chú dịch đó mày. Không phải đâu. Thế mày dịch rồi. Hồi nãy là 2:34 đã trôi qua, hai đội của chúng ta thì bây giờ đang tìm đất sét nha. Đâu, dính đỡ đây. Đây, trời đất sét quá tốt. Đất sét này dẻo nè mọi người. Cái mặt này mở không lặn mở nó lên đạp quá trời đạp luôn. Lặn được có đạp chứ mà. Quá vàng. Wow. À. Wow. Được không? Dẻo là lượm. Tranh thủ đi. Dâu ẩu không ơi. Coi cái nằm dâu ẩu rồi. Công nhận bãi này ngon thiệt. Quá trời nhiều thế xì kè. Gì bãi mà ai nghe ghê hả? À? Tụi mày cũng nói ngon nó nghe tới rồi đó. Vậy sao con dọc ơi. Ôi mọi người ơi, cục này đủ màu luôn nè. Này là màu xám, màu vàng, màu đen luôn. Đủ màu luôn nè. Đây nè. Giờ mình sẽ tổ chức sinh nhật cho anh Phong Xù nghe các bạn. Ủa, bánh sinh nhật hình gì nè? Hình quả sáo. Quả sáo hả gì? Quả sáo lô xít á. Sinh nhật Phong Xù mình tặng bánh kem cho ảnh nè, cho ảnh đừng buồn. Dạ. Để làm cái đèn coi. Đó, có lửa đã. Lên ăn sinh nhật em ơi. Anh em lên chúc mừng sinh nhật heo. Có quà. Mày ăn đi, tao không dám ăn đâu. Mày vừa cắt bánh kem tụi tao chạy hết rồi đó. Để cắt giờ. Rồi, mời anh em ăn. Cục đầu tiên nè, mặt ăn đi. Hả? Nặng ra cục bự vậy. Chị kia nặng lẹ đi, không thôi Phong Xù cùm chết á. Anh nặng gì vậy? Cái gì vậy? Làm đi. À, học Út giao rồi, không có chơi nặng trứng vịt nha. Trời này đang nặng cái gì vậy? Lạp xưởng. Này xít cốc nè, nó cần do nó xíu. Rất wow. Rồi, tới công chuyện rồi. Tụi con cứ ngồi đi, Út kêu ổng ghé đường đó là ghé đường đó. Ghé đó. Đó thấy không? Wow. Người ta bây giờ người ta biết điều biết chuyện lắm thấy không? Nghe đó. Rồi đi xuống dưới kia. Đi xuống dưới. Hả? Đó thấy không? Ta nghe lời đó. Rồi để cái bệnh xuống. Để xuống đi, để xuống. Rồi. Cô Ly, cô Ly, cô Ly. Hả? Trâu vô cô Ly hả? Hả? Con trâu này bị người ta chém đầu hay gì cái đầu đâu? Trâu nốt. Đầu, cái đầu sao bằng gan vậy? Con trâu hay là con mèo? Con trâu. Ồ, con trâu này bị mất âm tích hay gì nè. Cái sừng với cái đầu nó bự hơn cái mình nữa. Trâu có đeo nước. Con mắt bị lòi, bị người ta lấy cây đánh hay gì lòi con mắt rồi. Cái nặng trâu có gan gùa luôn nè.
Chi kỳ hả? Gùa không gùa mà ăn trâu gùa. Nặng xong là một hơi mình phải giải thích cái con đó là cái con gì nha. Nhiều khi tụi con nặng đẹp quá, nhiều khi Út tưởng đâu quá vật không. Ok, có hai chân rồi. Ok, một con. Cái này thì con gì? Chị kỳ vậy mọi người xem con này là cho mình một bình luận cái con này là con gì mọi người. Mà mình trâu mà đầu rùa rồi. Con gì đây? Con rùa. Giỡn thôi, con này cũng trâu, cái mặt con thỏ mình cũng trâu. Ủa sao nặng sao giống con heo vậy? Trời, một con heo nó nặng con trâu thành con chó rồi giờ thành con heo luôn rồi. Này chuột nó giống hơn thôi. Cái mỏ gì giống kỳ đó. Mình sẽ lấy cái bít này làm cái đuôi nha mọi người. Sao làm giống vậy được chứ ạ? Cái gì vậy? Con gì đây? Khủng long. Con khủng long gì ạ? Khủng long có dài. Gì bao vậy? Có sáng tạo hai con. Cái gì ạ? Dạ. Ê, trời không nắng thất bại nha. Con đang nắng voi mà, này voi voi đây là hai lỗ tai nó chưa bóp ra. Hỏi bóp ra nó hành voi voi. Ừ, vậy được, là mình hết khổ rồi. Con cục cá à. Ôi, có sáng tạo. Đó, theo không? Nó làm hồi nãy mình hết hồn, tưởng đâu nó nắng cái tầm bậy mọi người, thì ra là con voi. Đó, phải đẳng cấp vậy nè. Tại đất này nó ướt quá nên nắng nó hơi xấu. Cái cục đất này đáng lý ra mấy chú cháu mình phơi nắng một chút xíu mọi người. Rồi mấy chú cháu mình mới đem đi nặng. Nhưng mà thời gian không có cho phép cho nên mấy chú cháu mình nặng luôn. Nếu mà nó khô chút xíu thì nó rất là láng nha. Ủa ơi. Hả? Như không nắng do bị bệnh thì gì? Trời, do con ốm mập mày. Con bệnh. Thiện giống như mình thôi, con ốm mập đó. Xong con nữa nè. Gắn hung ăn. Trời, chơi gắn không? Wow. Mày gắn mắt kìa. Được, không bắt trước. Ủa mày kìa. Không, con quẹn có đổ dao không bắt trước. Thôi, con gắn không mang. Nhìn con đẹp ra tại. Đẹp quá. Con mắt xanh, con mắt bột kìa. Con mắt xanh, con mắt đã đục, ăn thay da hết vậy. Thôi, cho nó hai con đục đi. Có sáng tạo. Ok, lạc đà. Làm hai cái bú luôn là xong. Con gì? Con lạc đà quá rồi. Sao? Con lạc đà hả? Dạ. Sao nhìn sao giống cái con gắn mối quá vậy? Vậy làm gắn mối luôn à? Vậy kỳ vậy, sao lạc đà rồi về gắn mối luôn rồi? Rồi, con đó, con gắn mối. Rồi quyết định là gắn mối hả? Con gắn mối rồi. Con này là kỳ đà hả gì? Tắc kè. Kỳ đà quá. Nghe tôi xin xỉn hả? Từ con lạc đà xuống gắn mối giờ tới con kỳ đà luôn rồi. Trời, chuyển mưa rất là tối luôn. Thỏ đấu với con gùa. Thỏ à, không có cơ muốn mày đâu. Đây là con cá bị đột biến gen. Cái gì? Cá. Wow. Ủa ơi, con sẽ làm con lươn. Cá mập hả? Đây là con lươn. Con lươn. Con gì đây? Voi. Rồi, con voi. Voi, nãy đầu hơi nhỏ. Nó bày nặng lâu, nó khô đất nặng đẹp hơn, thấy không? Nhanh đi, thời gian không còn nhiều đâu. Đây, 3:16, còn 14 phút nữa là hết giờ nha. Đánh thủ đi. Bên này tới con gì vậy? Con này con gì? Gùa. Gùa hả? Gùa chân cao với mày. Gùa nè, hồ gươm hôm nay nó bự lắm. Rồi, con gì đây? Con gì sao nằm vậy? Không được nha. Con gùa, nó phải đứng. Con gùa phải đấu với con thỏ. Chính là nó. Con gì? Con đỏ. Con thỏ hả? Mày đấu với gùa thôi, ông gùa chạy siêu cấp luôn á, nó gắn bồ vô. À, tao sẽ làm con chim chép. Rồi, cứ làm đi. Cứ làm. Đó. Ô, con sâu nha. Hả? Con sâu. Con sâu hả? Con sâu mà nó là con vật rồi. Trời. Trời ơi. Tới con sâu mà nó cũng suy nghĩ ra hả? Cái gì vậy? Cái mai con ba của con mới vậy là đẹp. Cái nó bất hư luôn rồi. Ai biết cơ con gì làm. Đây. Tao lạ miễu ơi. Bà. Biết rồi, nặng con không con chưa có ai nặng luôn. Quá nhiều rồi. Con quá nặng. Nhiều con rồi. Con chim cút. Đó nó thấy rồi xong đó giờ xong con bịch tuột nữa à. Mày lay á mày, mày nhìn thấy mày lay đây. Thấy chưa? Có ai nặng qua hành tích của đời này. Thấy chưa? Thầy nặng cái là dính. Úi ơi. Ừ? Sao biển con ngầu không? Sao biển? Đó. Con thì nặng con ốc. À, ngứa quá ta. Nét qua bên. Út, đây chính là con bạch tuột xảo chừng. Nó phun mực nha, nó phun. Con bạch tuột mà sao nhìn giống cái nải chuối quá vậy? Không bán nha, bạch tuột nó quýnh hết trơn rồi mọi người ơi, giờ nó nặng. Con vịt sim. 3:26, còn 4 phút nữa. Cái gì? Con gì vậy? Con đà điểu hả?
Ủa sao con đà điểu nó có cái mồng vậy hả? Con này là cúm núm hay gì có cái mồng mà chứ. À, bây giờ nó gấp rút nó lên rồi, bây giờ nó nắng những con hình thù thấy gớm mọi người. Kệ đi, tới con gì rồi? Con gà. Gà gì có mỏ cục dữ vậy? Chưa. Hay là con này chim cánh cụt? Con không biết đúng rồi. À, nói tới đầu cái nó theo tới đó luôn. Cái này nguy hiểm à, đó. Cánh cụt đó mà cánh cụt, con sẽ làm con hải ly. Con hải ly là con không, gì? Hải cẩu. Cố gắng anh em ơi. Ok. Kinh vô, kinh vô. Moments later. Rồi, các thí sinh của chúng ta để xuống đi. Trong đây con thấy ba của con đẹp nhất. Hết giờ nha mọi người. Con này đẹp đây. Này được ba nhất. Rồi, hết giờ. Review cái con của mình đi. Bây giờ okay. Heo mập ở trước. Này là con heo. Heo. Cũng lông. Cũng lông. Không, Úc nó chọn con nào phải gì đàng hoàng chứ. Vậy đó đâu à, giống đẹp, heo, heo có đuôi nè. Ok. Con heo ta chặt đuôi. Con heo này bị ta chặt đuôi rồi. Bị chặt đuôi. Ta luộc cái đuôi ăn rồi. Không được. Ok, con này con khủng long. Con này là con gấu mèo lộn, con cáo. Con cáo. Rồi hồi nãy nha nhớ là con heo mà giờ nó qua con cáo luôn rồi mọi người. Rồi, rồi con này là con voi. Rồi, con này con nói con heo hả? Con heo mà không có cái mỏ luôn. Ăn cù, uống cù, nãy là ăn cù. Rồi heo xuống cù luôn. Cù. Cục đuôi, rồi. Ơi, đâu được, không có được. Con heo là con heo. Rồi, ok. Đây là con người. Con người luôn, nắng con người. Con người. Đây là con chó. What? Có đuôi. Trời ơi, con chó. Trời ơi. Con mà không nói con chó là Út không biết con này là con chó luôn á. Rồi, con này con gắn mới. Con lương. Lương. Cá hung ăn. Còn cái này là cá mập. Cá mập có kỳ nha. Cái ta cá mập người ta cực kỳ rồi sao? Rồi, đây, đây là ngôi sao. Gì ngôi sao? Sao biển. Sao biển. Còn đây là con cá. Chuồn. Cá chuồn. Cá bay. Ba ba. Con gít. Hả? Gít nè. Không, con này không nhận dạng được. Con này Út tưởng nào là cái bánh chua chiên không? Đây là đúng không mọi người? Bây giờ mọi người chấm điểm với mình luôn nha. Cái con này là mình không phân biệt là con gì. Giống cái đồ khui bia quá, khui nước đá, nước ngọt quá. Giờ Út đếm nha. Được rồi. Ra mưa á. Út từ điểm con này không tính nha. Nếu mà nó không nói con chó mình không biết là con này là con gì luôn. Vậy mình bỏ ra. Rồi bỏ ra không tính con này. Phá cho nó ok. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi tới bên đây. Con này con có chịu. Ok luôn, 11 con. Con này con gì? Con trăng. Con trăng vậy nó không răng trăng thôi, bỏ đi. Gì? Con trăng của ta đó. Ở đây con này con gì nữa? Gắn. Không, vậy nó không răng gắn dục cũng đi. Tại đây. Hai con này tính con thôi. Hai con này tính con à, nên okay. Bóp con này rồi trả lại đó. Hai con tính con. Con này con gì? Đó, giờ dám không có cái lỗ tai nha. Ok, con này con gì? Con gô. Trời, con này con gì đây? Mực. Mực kiểu. Ủa, mực làm gì có mỡ không? Hồi đó giờ con chưa thấy mực là có mỡ luôn á. Vậy mà nãy giờ Út tưởng đâu nắng cái nãy chú chim không à? Rồi, không tính. Con này không tính. Con cái này nó phun mực không? Hả? Nó còn sống mà nó phun mực đó. Con bận lỗ đít đó mà. Rồi con này là con gì hả? Ê, có hai nòng nữa đâu. Hai nòng đâu, đây là hai cái mỡ nè. Còn cái này là cái gì của thằng nào quá. Cái gì vậy trời, đây đây. Rồi. Út chắc là Út ăn cái nào điểu là Út sẽ biết. Nam nặng với cái con mà cái nào đẳng cấp. Con đà điểu nè. Nó có cánh không? Con đà điểu, là cái giòn đà điểu nè. Rồi cái gì vậy? Giòn cái mầm của nó. Giòn dạy lắm ba. Cái đầu thì giống như con gì ta, giống như con lạc đà. Thôi con này không tính luôn. Hả? Út giao rồi mà cái con nào hình thù thấy gớm là không được. Hai con. Con này là con gì? Nó phá mỏ nó hoài. Này là con gì vậy? Đâu? Cái con này là con gì Nam? Con kiến. Con ăn kiến hả? Con ăn kiến hả? Con. Cái mỏ dài dài. Mà nó có cái đuôi. Không, không có. Nó đâu có đuôi. Cái
con mỏ nhọn, cái con này nó mồi cái mấy ổ mối nó ăn phải không? Đúng rồi. Rồi Út ơi, con này con gì Út? Còn cái gì? Cái này cục sình không ba ba. Rồi. Cục sình dư hả? Tưởng đâu nắng cái bánh chuối chiên để ở đây chứ. Cục đó là của chúa con Nam. Bây giờ Út nói con này là con gì là con tính nha. Cái đó Út bỏ cái là con nghe giận nha. Bỏ con là này, giận hả? Con này là con khủng long của chúa quyết tâm hồi đó đi ạ. Rồi, tính luôn. Rồi, khủng long bảo chúa tính. Kệ. Vớt vớt lại nếu mà găng quá thì không uống được. Đây là giống bò sa ba răng. Con này con gì? Châu. Châu hả? Châu sa ba răng. Đúng rồi đó, nhìn là thấy châu liền mà. Châu sa ba răng luôn. Con châu gì mập dưới vậy nè ta. Thì đúng rồi, châu cỏ. Nó ăn cỏ nó mập. Rồi, con này tạm chấp nhận. Con này nó okay. Dôi nó, dôi phải mập. Còn cái gì đây? Này không có tính quầy, này là cục sình thôi à. Tưởng đâu cái con ấu trùng vậy chứ. Ấu trùng tinh vậy. Con gì? Dôi. Dôi gì mà cái sung dữ hả? Không, nó đang uống nước không? Đuôi nhảnh. Uống nước, nước nó làm trên trời vậy nè. Rút cái dò sao nó phun ra. Con dôi này chắc nó đang thủ bỏ chạy nè. Chứ uống nước gì mà cầm đuôi. Bây gãy chân quá quầy. Gì đó. Tạm chấp nhận. Đó hồn. Ủa, Út mà không chấp nhận mấy con này là con lấy sâu lông bắn quá. Con này con gì? Sâu lông. Trời ơi. Nhìn thấy ớn này ta. Nhìn là thấy biết ngứa rồi. Thế con... Tao chấp nhận con biết Út mà. Tao chấp nhận. Là con gì mà có hai con gâu thấy ghét vậy? Con khủng long đuôi búa. Đây nè, hàng cái búa nó đập đập đó phải không? Nó quết đó phải không? Rồi, con này okay. Cũng được hả mọi người? Tạm chấp nhận. Tạm chấp nhận. Được luôn chứ được. Con này là sao biển bốn cánh. Cái gì vậy? Sao biển bốn cánh. Thôi không được. Cái này là thôi đem về nhà đi. Con nó sao biển bốn cánh? Coi con rắn này không thấy hả? Thôi cái con này không gớm. Còn con này con gì? Cái con sao? Gì ta? Con gì? Con gì mà đầu gắn mối đầu đuôi nó bằng nhau vậy đó hả? Gắn mối. Con biết không ta nhận rồi. Đuôi nó bị cục đuôi rồi. Không? Rồi hồi nãy bên đây là mấy con? 11 con phải không? Dạ. Rồi bây giờ đếm bên đây, con đếm đây. 3 5 7 8 9. Rồi, ok. Bên đây 11 con mọi người. Con lươn mà nhìn giống con tùng quá mà nó nói con lươn nè. Con trùng, con trùng. À, chị thấy có con rắn này là thấy gì? Không, con này không đẹp đâu. Con rùa này con nặng, thấy ngậu không? Ba ba. Phần thưởng 100 ngàn. Hôm nay thuộc về đội của Phong Sù và Hiếu Hạch. Rồi một lát nữa, rồi gặp ban tổ chức, lãnh thưởng. Mọi người cũng thông cảm tại vì cái cục đất nó rất là ướt, nặng rất là khó nha. Con châu còn đẹp gồm. Nếu mà nặng mà láng láng thôi kìa. Đẹp giống như con rùa này là có thể là một tiếng không nặng được những cái con này đâu. Út ơi. Hả? Cái kem ăn sao? Cái kem mà nặng cũng cái kem mày cảm giác ăn sao? Không. Thôi video của mấy chú cháu mình đến đây cũng xin kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Nếu mọi người thấy video của mấy chú cháu mình vui, hãy để lại cho mấy chú cháu mình một like. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mấy chú cháu mình nha. Thôi bây giờ video của mấy chú cháu mình xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người. Ha ha ha.